Xin chào người nhân nhé. Dạ. Nay phiên thiếu mà anh lên à? Đây, số đấy, người vừa nãy đây, số này nhá, tí nữa mình có hỏi lại. Số. Rồi nhìn lại cho kỹ thì các bạn. Người nhân Trương Rắn. À anh Trương, sao người ta lại gọi anh là Trương Rắn nhỉ? Anh buôn động vật. Động vật hoang dã. À, nhưng ngày xưa thôi đúng không? Đúng là ngày xưa, mười mấy năm. Này nghệ thuật đấy nhỉ? Xuyên quốc gia. Xuyên quốc gia. Vâng, cái đấy thì đơn giản. Còn này nó có đạt độ nghệ thuật cao. À, rất rất bay. Giá rẻ dân mình. Alo anh Trương để có giá rẻ nhất. Bà con đến với bonsai Phạm Trương. Phạm Trương này không phải Phạm Trương ở Hải Dương đâu, Phạm Trương Hải Dương bán cái củ đó, sợ lắm. Trương trẻ trẻ bán phôi, mấy cái phôi toàn mấy trăm ấy, sợ lắm. Đây là bonsai giá rẻ, bonsai tại chợ. Đắt cũng có nhưng mà ấy là phù hợp với cây chứ không khống lên. Cây đẹp thì nó có giá đắt thôi. Trên xe đồ đạc đầy đủ hết nhỉ, từ nước ôi đến quạt điện bây giờ ra. Chưa nhìn thấy, tí nữa ra. Sướng nhất là được mua, được bán. Ơ, anh lại trốn à? Không, như anh lại trốn à? Anh hay chưa phải đi làm à? Làm được hết là ra hết đấy ạ. Tất cả là đều ra. Ở đây xong thì ra. Cây đi đâu mà thoát? Cây hoa giấy kia bao tiền anh? Đâu, hoa giấy 12 triệu. 12 đồng. Đấy, 9 đẹp đấy. Đây à, cái đôi cái cây mấy cây hôm trước là xong rồi đúng không? Bây giờ nay còn đây rồi. À, mấy cây bán rồi, mấy bán rồi. Hôm trước là chở luôn người ta đấy, bán cho bà. À bà vững. Nay ra rồi lấy nhưng mà đẹp, cái này đẹp hơn. Cho khách đẹp hơn. Cái trước. Mà rất là có ý đồ. Đấy cái này, cái này đề đá 15 triệu. Cái đề này có hoa thì cái đèn này là hoa đấy, hoa đẹp, lá đẹp. Vừa hôm nay bán cây bao nhiêu đấy? Nhanh nhỉ? Chưa kịp xem mà ông ra đây ông bảo mua của vợ. Bắt nó có lá bán chặt hoa rồi. Mình trong này còn cây đẹp, còn cây đi bán đâu? Đấy vẫn sụp được cây thế là giỏi rồi. Còn thôi thì kiếm con cháu cá cháo cháo. Cháo này cháu, cháu này cháu Yến này. Cháu Yến thì ngon quá. Anh Trương lên này thì mình là cháu Yến này. Mình thì... Bây giờ cơm nó con nuốt rồi ăn cháo. Cháu Yến. Cháu muối. Cho tí hành vào. Thế thì là ngon rồi. Cháu tí hành. Dáng đấy. Dáng này lục phổng bét. Giật giật lún này. Con quê nuôi sâu là đẹp đấy, quê à. Sâu là đẹp. Cho lên một cây tàu mỏng nhỏ, rất rời, bay xuất ra. Nó tuyệt vời lắm, đẹp. À, của em nay em bán á? Dạ vâng. Của em bán không mà... Con làm con... Con chở qua đây này. À, con đèo trên xe đấy thì. Vâng. Con này nuôi sâu đẹp chưa? Đúng rồi. Có mà anh ra, bà thử là án biển 33, anh bảo là chắc chở đi bán hay sao? Chứng nào nó tuyệt vời lắm. Chắc ông trở về chứ không bán mà hỏi. Đây mà buôn mà, người Hải Dương. À, chí lại thấy trên mạng. Vườn là dưới đằng này mà, vườn là dưới đằng này mà, sơn. Chí đưa lại thấy trên mạng rồi. Lục vườn của anh hay quá nhỉ. Mấy tiền đấy anh? Hả? Bao tiền cái này nữa? Gần chục. Gần chục, cái lục vườn này này. Gần chục. À đây. Mỏng dính cái này, nhấc đi đâu cũng được. Răm miếc, cục vừng này, bóng miếc. Ông ơi mua cái tường vi đâu mà. Mua đúng rồi, nó là bóng trọng. Đó. 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 Đó
trường. Đấy. Mini cho đến hàng đại có hết. Ra đây mà không mua cây kiểu gì cũng được uống nước. Sẵn cái nét rồi đúng không? Rồi. Về. Tấm lít nhất cái đồ. Rồi. Đấy, nào thay cái chậu đẩy ra đằng sau tí. Rồi đẹp thật chứ. Quá đẹp. Đấy. Cái này là cái gì? Được ra xay nhau ơi. Vâng. Có mua cho con một cây không? Không, vẫn chưa biết cây gì thì có. Thật, công nghệ con này đẹp thật chứ. Đẹp, giá rẻ. Còn cây cuối cùng nó hết. Bay hết giờ thấy lằn rải rác lăn lóc khắp quanh đây ngay. Đây. toàn tàu muối. Tàu muối. Tàu muối liên hệ. Để em ra sang bên hông xe bên này của anh. Đi qua nhờ đi. Nó vào này mười mấy triệu. Đúng không? Dạ. Còn nó bảo cứ tiền, bảo tìm tiền là mười mấy triệu. Bây giờ thằng đi tìm quê nó mua. Giá là hợp lý, đẹp. Cũng nào kỷ niệm em cây. Ngọc Bút, Ngọc Anh. Đâu, mang cây gì đi bác? Mang cây gì được không? Đây, à không, bởi ý mình có mang cái gì đi không? Không, anh có mấy cái hoa đấy. À, mấy hoa. Kiếc tao mang. Cóc kiếc kìa đúng không? Cóc kiếc. Đây rồi. Này. Kia có cái cây kim tiền 5 triệu. Thì được, trên này nhiều nhà đẹp nhỉ? Cùng hùng đen này không ra mà lấy nhài tiếp này. Hùng đen này có dặn ra lấy nhài không? Vọng cách đây. Đang này không có cường hoa, có cường hoa thì làm cây. Đây cây này cây hoa này. Không, cây tường hoa. Tường hoa để trưng bày cây cảnh. Đây này bồ đề ấy. Lá nó đẹp lắm. Cảm giác lá này ăn được đấy các bạn. Lá này có vẻ giống cái bông. Vừa giống cây bông rồi ra hoa lại vừa giống cây sa la, thân giống cây sa la, dòng ngọ dòng vừng cũng giống bồ đề đấy. Chả biết thế nào một lần, nhưng nói chung là nó một cây hay. Cái này người ta làm lâu rồi đấy, nắng lắm. Thì cái chậu của cũng xưa đấy. Đây là cây bonsai PRT đúng rồi. Đấy, ra đây khoái lắm. Đấy này cái chợ thiếu mà có cái bia chú ạ. Trồng cây thế. À bán mua hòn đá. Ngày nay bán cả đá. Kinh đấy nhỉ. Đa dạng đấy. Hòn đá bao nhiêu đấy? Hòn đá mua bao tiền đấy? 150.000 đấy. Đấy. Ra đây. Này chắc này bán có mỗi hòn đá này thôi. Được. Mua được đấy. Kim tiền. Dạ có cây chưa? Kim tiền kiểu như nó quần thụ chứ không phải rừng. Rừng nó khác, rừng nó là từng cây riêng lẻ. Còn đây là cùng một gốc quần thụ. Là đây, đây là giấy đây. Giá mình có tiền là mình múc cái cây này về. Dây tím đây, đây hoa đây. Hoa đây.
cái này của Trung Châu gì? Quay chưa? Tối hôm trước nhìn thấy rồi. Quay rồi à? Tối hôm trước chưa quay nhìn thấy rồi. Quay đi. À, lại múc rồi. Tưởng hết chủ đề. Biết thế hôm trước em hỏi mua trước nên đỡ phải mua. Bày đất vậy. Chặt trên giá bày. Giống cái cây xanh của em ngày xưa đấy nhỉ? Giống cây xanh của em đấy. Đấy, xong cây hoa giấy rồi. Đã chẳng lên xe rồi. Đây cảnh là ổn rồi. Tiếc là nhà bé với lại nó ra hết tiền, quan trọng là nhà bé nhà to thì không quan trọng, có kiếm chỗ để là được hoặc là thuê chỗ để nhưng mà nói chung là giờ cái tầm mình nó tăng. Để sang xem cây của Minh Hải.